Minh rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chuyên mục ẩm thực của chương trình Vui Sống Mỗi Ngày. Quý vị thân mến, có thể nói Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh là một mảnh đất giao thoa văn hóa, và ẩm thực cũng là một phần rất là đặc biệt trong nét văn hóa được giao thoa đó. Và bên cạnh những món ăn truyền thống thì Sài Gòn ngày nay cũng du nhập rất nhiều những món ăn Âu. Và ngày hôm nay thì chương trình đã mời đến trường quay của chúng ta một vị đầu bếp sẽ mang đến cho quý vị một món ăn Âu. Xin giới thiệu cùng quý vị, đầu bếp Phương Vũ sẽ cùng tham gia với chương trình ngày hôm nay. Anh Phương Vũ là một chuyên gia ẩm thực đã xuất hiện rất nhiều trong những chương trình truyền hình, nhưng đây là lần đầu tiên anh đến với chương trình Vui Sống Mỗi Ngày. Dạ, em chào anh Vũ. Chào Tiết Vinh, chào quý khán giả đang xem chương trình Vui Sống Mỗi Ngày. Giống như Vinh nói, ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến lại quý khán giả một món ăn Âu. Món ăn này có tên là món ức gà sốt với lại kem nho. Chúng ta cần chuẩn bị một cái ức gà phi lê không xương không da, một chùm nho khoảng chừng 10 trái vậy đó, một ít ngò tây với lá quế tây này, lá hương thảo tên tiếng Anh là lá rosemary, một ít kem tươi để dùng làm nước sốt, rượu vang trắng để khử mùi tanh của gà, một ít dầu ăn nè, muối, tiêu xay, bơ. Và đặc biệt món này chúng ta sẽ ăn kèm với là loại mì Ý. Gà thì sau khi chúng ta mua loại gà phi lê như thế này, chúng ta yêu cầu bỏ da bỏ xương hết, sau đó chúng ta sẽ lạn mỏng ra ha. Dạ. Lạn mỏng làm đôi như thế này đó. Đó, sau đó chúng ta sẽ ướp với lại một ít muối tiêu với lại lá hương thảo trước ha. Lá hương thảo này thì nó sẽ có tác dụng gì khi mà mình ướp chung với gà hả anh Vũ? Chẳng hạn giống như lá hương thảo á, nó sẽ đi với lại thịt trắng như là thịt gà nè, thịt vịt. Nó sẽ giúp cho món thịt gà, thịt vịt chúng ta nó sẽ thơm hơn, giảm đi mùi tanh của gà. Dạ. Ít thôi. Nhưng đối với lá hương thảo này chúng ta nên ướp ít. Nếu mà ướp nhiều quá thì nó sẽ rất là nồng. Lúc đó nó sẽ át đi cái mùi thịt gà của chúng ta. Nó làm cho món gà chúng ta sẽ không được ngon nữa ha. Và ướp vào đây một ít muối và tiêu nữa. Sau đó chúng ta sẽ lật mặt lại. Chúng ta tiếp tục ướp tiếp phần lại, phần còn lại ha. Rồi chúng ta sẽ để đây. Tiếp đó món này chúng ta ăn kèm với mì. Thì đối với mì Ý chúng ta phải luộc từ 18 đến 10 phút. Cho nên bây giờ chúng ta cũng phải luộc trước luôn ha. Vừa đủ một phần ăn thôi ha. Đó. Khi mà luộc mì á, chúng ta sẽ cho vào đây một ít muối ha. Để trong lúc luộc á, mì cái nước muối với nước muối nó sẽ thấm vào mì, nó sẽ giúp mì có một cái vị mặn mặn khi ăn. Rồi, trong lúc mà chờ mì chín thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp đến chuẩn bị, chúng ta phải chiên gà. Chúng ta phải chiên sơ nữa. Chiên sơ. Cho vào đây một ít dầu ăn ha. Ít thôi. Và khi chiên chúng ta phải chiên lửa lớn trước, sau đó giảm lửa nhỏ đi để gà nó chín cái phần bên ngoài và chín phần bên trong luôn, nó không bị cháy khét nữa Vinh. Ở nhà Vinh có thường nấu ăn không? Dạ, thỉnh thoảng khi mà có thời gian rảnh thì Vinh cũng dành thời gian để nấu ăn ạ. Thật ra thì Vinh thường hay nấu những món ăn truyền thống hơn. Bởi vì rất là khó để thực hiện những món ăn Âu. Ví dụ như Vinh đang định hỏi anh Vũ một số điều, là ví dụ như là quế tây nè, hoặc là lá hương thảo chẳng hạn, rất là khó tìm mua. Và có vẻ như là nấu món ăn Âu nó cũng rất nhiều công đoạn nữa, thì đó cũng là một trở ngại mà Vinh tin là không phải riêng với bản thân Vinh đâu, mà rất nhiều bà nội trợ cũng gặp phải. Cách đây khoảng chừng 5 đến 10 năm thì nó rất là khó kiếm, nhưng hiện nay nó rất là phổ biến. Bởi vì Vinh biết rất là nhà hàng Tây mở ở Việt Nam và đặc biệt ở Sài Gòn và Hà Nội, đúng không? Ngoài ra còn những cái món fusion, những cái có nghĩa là pha trộn giữa Tây và Âu với nhau. Cho nên đối với những cái nguyên liệu và những gia vị như thế này rất là dễ kiếm. Rồi, sau khi mà chảo nóng ha, chúng ta sẽ bỏ ức gà vào, chúng ta chiên vàng. Để hạn chế dầu mỡ trong cái việc sử dụng gà chiên á, thì mình có thể nướng gà được không anh Vũ? Cái thứ nhất á, để hạn chế dầu mỡ khi chiên á, chúng ta phải dùng chảo không dính. Đó là cái mà đặc biệt, tại vì khi mà chảo không dính nó không làm dính cái thịt gà ở trên bề mặt khi mà chúng ta chiên. Cái thứ hai nữa, sau khi chúng ta chỉ cần chiên áp chảo thôi và cuối cùng cho vào lò nướng. Khi nướng như vậy á, thì cái nhiệt độ đối lưu ở trong lò nướng nó sẽ giúp cho gà nó chín đều hơn và nó vẫn còn cái nước gà ở trong phần còn lại chứ không quá khô. Rồi bây giờ chúng ta đã chiên áp chảo cho nó vừa chín tới rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ cho vào lò nướng. Sau nướng khoảng chừng 5 đến 7 phút hoặc là 10 phút tùy theo cái độ dày của miếng gà ha. Bỗng nhiên có. Rồi, bây giờ trong lúc mà chờ gà chín ha, mì sau khi chúng ta đã luộc chín rồi, chúng ta sẽ lấy ra.
sau khi trụng luộc chín mì xong á, chúng ta phải trụng sơ với lại nước nước lạnh để nó không có dính vào nhau. Và cái thời gian như lúc nãy anh Vũ nói là từ 8 đến 10 phút là nó sẽ vừa chín tới, không có bị bở quá đúng không anh? Đúng rồi. Rồi trong quá trình chờ đợi thì chúng chắc ta là sẽ làm mì sẽ luôn. Làm mì luôn. Đúng anh. Rồi. Ừ. Chúng ta xào sơ với mì trước. Ừ. Trước khi xào mì á, thì chúng ta sẽ cho một ít lá quế tây nè. Bởi vì mì mà khi mà xào lên cho một ít lá quế tây với một ít lá ngò tây á thì sẽ giúp cho mì rất là thơm khi ăn. Ha. Xào mì với lại một ít bơ ha. Dạ. Rồi, mà xào mì á, chúng ta sẽ cho vào đây ít quế tây với lại ngò tây. Dạ. Nêm vào đây một ít muối nè. Một ít tiêu nữa ha. Và có thể rằng là cho một ít rượu vang trắng cho nó thơm. Dạ. Ít thôi. Chúng ta xào đều lên ha. Rồi xong, lát nữa chúng ta sẽ cho ra dĩa. Bây giờ chúng ta sẽ làm nước sốt ha. Nho sau khi chúng ta rửa sạch ha, chúng ta bỏ phần cuốn đi. Yeah. Ha. Nho khi mà chúng ta mua, chúng ta chọn loại nho không hạt á, mà yeah, khi nó ăn á, nó sẽ ngon hơn. Nha. Đó, cho nên nếu mà những loại nào mà có hạt á, chúng ta sẽ bỏ hạt đi á. Rồi, à, chúng ta sẽ cho vào cái chảo mà hồi nãy chúng ta chiên gà đó. Dạ, ha. Sẽ cho vào đó luôn. Đúng rồi, cho vào đây luôn. Chúng ta sẽ cho vào đây một ít rượu ha. Thử nó một tí. Ừ. Rồi, cho vào đây kem béo nè. Chỉ cần nêm vào đây một ít muối nè, tiêu nè. Ha. Dạ. Cuối cùng là gì? Cuối cùng là một ít bơ nè. Thêm một ít lá quế tây vào nữa. À. Rồi, nước sốt đã hoàn tất rồi. Bây giờ anh nghĩ gà chắc cũng xong rồi đó ha. Dạ. Chúng ta sẽ lấy gà ra. Chắc là mình sẽ trình bày ra đĩa luôn rồi đúng không anh? Đúng rồi. Còn giai đoạn nào nữa không? Hết rồi, xong rồi đó. Đây, một cái đĩa để anh Vũ trình bày ra. Yeah. Món ăn Âu á, ngoài cái chuyện mà nấu ăn đó giống như nãy Vinh nó phức tạp quá, mà ngoài đó còn cầu kỳ nữa, đúng không? Nhất là trong cái khâu mà trình bày ra cũng phải đẹp mắt nữa đúng không anh Vũ? Đúng rồi. Cuối cùng chúng ta sẽ cho nước sốt lên đây. Chúng ta đã hoàn tất cái món ăn rồi ha. Cuối cùng là trang trí vào đây một ít ngò tây nữa là được. Yeah. Rồi. Trông rất là hấp dẫn. Wow, rất là thơm. Và như quý vị khán giả cũng thấy đó, món ăn của chúng ta rất là đẹp mắt. Thôi mời Vinh thử nha. Rồi em đợi anh Vũ nãy giờ có nhiêu đó thôi. Rồi cho phép em được thử một miếng thịt gà trước nha. Rồi. Mà quan trọng nhất là sốt nho thì phải thử một miếng sốt có nho nữa đúng không anh? Đúng rồi. Thịt gà thì em cảm giác như là ở ngoài bề mặt thì nó có độ giòn nhất định, nhưng mà phía bên trong nó vẫn rất là mềm và giữ được cái vị ngọt của thịt. Ngoài ra thì em rất là thích cái phần nước sốt, tại vì nó vừa thơm nè, béo nè, và có vị ngọt của trái cây nữa. Đó là một cái điều rất là thú vị. Cảm ơn anh Vũ rất là nhiều ngày hôm nay đã mang món ức gà sốt kem nho rất hấp dẫn này đến với chương trình của Vui Sống Mỗi Ngày. Và thưa quý vị, trước khi chúng ta bắt tay vào thực hiện món ăn này để đãi cả nhà thì hãy cùng dành thêm ít phút để theo dõi chuyên mục tiếp theo, Kỹ năng cuộc sống.